Mình tên là Hoàng Phương, mình sinh năm 1989. Thì hiện tại công việc của mình là làm bên lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Và ở đây là ba ông bố trẻ, ai cũng đều có cái cảm giác khi lần đầu tiên được biết tin mình sắp được làm cha. Thì Phương lúc đó nhận được tin đó thì cảm giác mình như thế nào? Thật ra thì cái lúc mà khi mà em nhận được tin là bạn của em nói về cái việc mà có thai á, thì nói chung là em cảm thấy mọi thứ nó rất là bình thường thôi. Tại vì đối với em á là con cái nó là duyên, thì duyên đến thì mình cứ đón nhận thôi. Đứa con này là ngoài sự tính toán đúng không? Dạ đúng rồi, chỉ là sự cố. Đứa bé này là ngoài sự cố. Thì lúc đó thì Phương có bàn luận gì với lại người bạn của mình không? Thật ra thì khi mà nhận cái tin đó thì Phương chỉ nghĩ đơn giản là Phương cảm thấy là mình cần có trách nhiệm với lại mẹ bé. Thì Phương có đề nghị cưới. Nhưng mà chắc giờ là do bạn Phương là hiểu vấn đề giữa hai đứa bạn thân, thì Phương cũng không có cái vấn đề gọi là tình cảm về trai gái, chỉ có vấn đề về tình cảm bạn bè thôi. Thì hai đứa mới thống nhất một cách là cùng giữ đứa bé và cùng chăm sóc cho đứa bé thôi. Khi mà mình quyết định với người bạn của mình đó là sẽ là giữ đứa bé, nhưng mà mình giữ với mức là tình bạn. Thì mà phía bên gia đình bên bạn thì có phản ứng như thế nào không? Thật ra con không phản ứng gì đâu. Tại vì cơ bản thì hai đứa đã chơi thân với nhau, cho nên là hai đứa đã có một cái quá trình gọi là gia đình ở bên bên đó biết rồi. Gia đình biết về Phương rồi. Cho nên là khi mà hai đứa quyết định cái việc đó thì người lớn họ tôn trọng thôi, họ không vấn đề gì hết. Là chỉ giới hạn với là tình bạn thôi. Giới hạn chỉ là tình bạn thôi. Tình bạn ở dưới tình yêu thì vui biết bao nhiêu khi có một đứa bé. Khi mà bạn của mình mang thai thì Phương có hỗ trợ cho người bạn mình những chuyện gì không? Mẹ bé thì có hai bác ở bên gia đình của Hơ. Mẹ bé thích ăn cái gì đó thì Phương mua cho mẹ bé ăn thôi. Thì có nghĩa là thời gian rảnh thì Phương vẫn thường qua chăm sóc. Người bạn của Phương có thường xuyên để mà nhắn tin hay điện thoại cho Phương để mà nói về sự phát triển của bào thai không? Tại vì cơ bản thì những cái việc đó, thí dụ như là khi đi siêu âm này nọ thì Phương cũng hỗ trợ mẹ đưa bạn đi thôi. Cho nên là cái việc mà nắm thông tin về con mình thì thông tin share với nhau giữa hai đứa. Nói chung là bào thai phát triển như thế nào thì cả hai đều biết hết. Tại vì thật sự giữa hai đứa nó rất là bình thường với nhau. Dạ đúng rồi, nó không có vấn đề gì hiềm khích cả. Nhưng là người phụ nữ khi mang bầu á, mà phải làm sao để cho tinh thần của họ luôn luôn cảm thấy thoải mái, luôn cảm thấy vui. Giống như ông bà người ta nói là lúc mà mang bầu á, không nên buồn, rồi đẻ ra con nó buồn vậy. Lúc mà mẹ vui thì sinh con ra mới vui đúng không? Thì đó là thường xuyên nhắn tin liên lạc với lại bạn của mình. Dạ đúng rồi. Cái mối quan hệ đó vẫn tiếp tục đến khi em bé sinh ra đời. Và lúc mà ngày mà mẹ của bé đau đẻ thì lúc đó Phương có mặt ở đó không? Tại vì thật sự là bé con em là do sinh mổ. Cho nên là tới ngày tới tháng thì bác sĩ nó tới ngày tới tháng cứ vô bệnh viện thôi, rồi cuốn đồ vô bệnh viện thôi. Sau khi mà ra phòng á thì mỗi cái sinh hoạt rồi đó thì nó rất là đau. Thì mình cảm thấy mình tại sao cô ấy đau đến vậy. Thì mình chỉ hỗ trợ trong việc là mình dìu bới và bạn ấy đi đứng. Rồi con thì cũng là người bạn thân mà, đúng không? Rồi. Còn con thì tại vì thật sự là khi mà bé sinh mổ ra thì những đứa bé sinh mổ á thì mấy ngày đầu thì nó sẽ không có sữa mẹ để bú, phải bú sữa bình. Cái cảm giác mà bồng con lên á, cái lần đầu tiên mà bồng con lên thì Phương chỉ nghĩ tới cái tuổi thơ của mình thôi. Tuổi thơ của Phương sao thì tại sao phải nghĩ tới tuổi thơ? Vì nó cơ cực và nó không có trọn vẹn trong vấn đề về tinh thần tình cảm, cho nên là em nghĩ đến cái việc đó. Cho nên là em có tự hứa trong mình là em phải làm một cái gì đó để cho con mình nó đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần thôi. Chăm con vậy thì về ăn uống của bé Khánh Linh có khó khăn gì không? Thật sự là con em nó có một cái vấn đề gọi là rất là nhức nhối, đó chính là ăn uống. Là bé khó ăn từ nhỏ luôn. Có nghĩa là tới thời điểm bây giờ 5 tuổi rồi, gần vô lớp 1 rồi, mà ăn uống còn phải đút ăn, mà nó bị ngậm. Ăn bất cứ cái gì miệng là ngậm, không chịu ăn. Ngậm, không chịu nuốt, không chịu ăn. Dạ. Có một lần bé cho nó, mẹ bé cho nó ăn, cái em cứ thắc mắc là tại sao mỗi lần cho ăn mà cứ quát tháo con. Em mới thắc mắc, cái nó đưa cho em đút ăn.
em đút làm sao mà một hồi á, em đút lên gần 2 tiếng mấy chưa ăn xong, máu cũng lên luôn. Máu lên quạo luôn. Rồi sao? Có một lần mà em đút nó ăn xong rồi mà em chịu không nổi, em quát đó đó. Xong rồi nó giận, nó đâu ngủ với em đâu. Rồi sau này mới hỏi là mẹ bé hỏi ra là nó nói là ba Phương la con. Rồi bao lâu con ghét con ngủ với ba Phương. Bao nhiêu lâu thì bé Phương bé Linh nó mới hết giận? Chắc cũng phải một tuần á. Dữ vậy? À. Có nghĩa là nó sẽ không giận nhưng mà nó sẽ không chịu ngủ chung với mình. Dạ. Vậy đó, lúc đó mới tìm hiểu mẹ bé rồi hỏi tại sao mà không muốn ngủ chung với ba Phương, tại vì mỗi lần nó về là nó phải ngủ chung với em không mà, nó về nó phải lên tay mà nó ngủ. Thì giờ nó mới nói là ba Phương chửi con. La con giận luôn. Dạ. Mà sau lần đó làm cách nào mới dỗ về được? Thì dụ bà chở bà đi mấy khu vui chơi đó anh. Lúc bà khoảng 2 tuổi rưỡi á, thì em có dắt vô Vincom. Thì bà thấy con mannequin trong cái tủ kính đó, thì kính trong trung tâm thương mại là người ta lau rất là sạch. Thì bà thấy bà lao vô đúng đầu, bà lao vô ù đầu. Bà khóc thén hết ai con dòm hết. À hả? Dạ đúng rồi. Thì đó cảm giác của Phương thế nào? Thật ra thì em thấy bà tăng động thôi. Bà rất là vận động với giống tính nai nữa. Giống tính nai nữa. Có thì lúc đó thì thực sự cảm giác của Phương đó là lo cho bé không hay là thật sự cũng lo lắm anh, tại vì hả nó khóc thén lắm. Nó khóc mà lao nó rét lên, đúng rồi. Tại vì nó lao mà từ cái thời gian vô nó lao rất là nhanh. Mà cái đoạn đường nó cũng không phải ngắn nữa. Nó lao vô như vậy thì lúc đó thì Phương động. Dỗ bé Khánh Linh bằng cách nào? Thằng nó dỗ thì dụ, dỗ thì tay đập lên vai, dụ đi mua đồ chơi thôi. À. Thì một hồi cũng đính. Đính. Thế thời gian mà đi chơi á là Phương dắt bé đi chơi không à. Tại vì Phương, thứ nhất là Phương có một cái lời hứa đó với bé là mỗi năm dắt bé đi một du lịch một nơi. Thì tại vì hiện giờ là bé bao nhiêu tuổi? Hiện tại là bé 5 tuổi rồi. 5 tuổi rồi. Tháng 9 thì về lớp 1 rồi đó. À. Dạ. Yeah. Thì cái lần đầu tiên mà bé 3 tuổi á, thì em có dắt bé đi Phú Quốc. Khi mà vừa đáp xuống sân bay để vô resort á, thì do là ba con đến sớm cho nên là chưa có nhận phòng được. Thì hai cha con tiến ra cái khu vực ngoài gần hồ bơi đó. Thì bà thấy hồ bơi rồi bà nhào xuống. Cũng, không cần hỏi gì luôn, là cứ nhảy xuống tắm luôn. Hồ bơi là bà nhào xuống, cũng hên em chụp lại kịp chứ không chụp mà bà lao xuống hồ bơi rồi. Hai lúc đó hai cha con ướt nhẹp luôn rồi. Thì em ra thì bé chạy là ôm chầm em. Rồi bé lại nói là con thương ba Phương. Thì cái thời điểm đó là giống như là nếu mà khóc được chắc nước mắt em cũng chảy ra luôn. Thật sự đó là những cảm xúc để mà có thể là ấn tượng nhớ suốt đời, đúng không? Con chạy ùa ra ôm lấy mình và nói là thương mình. Thì đó là những cái mà tình cảm mà hối thúc để cho cái cuộc sống mình nó lại phấn đấu nhiều hơn để làm những cái gì đó để giúp ích cho con của mình, đúng không? Thì hồi nãy chương trình có đưa cho Đạt một bức thư của Phương viết gửi cho bé Khánh Linh khi mà Khánh Linh được 18 tuổi. Khánh Linh ơi, khi 18 tuổi, con sẽ nhìn thấy những dòng này và hiểu được những tâm sự của ba con. Thương gửi Khánh Linh của ba Phương. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoát cái, con đã 18 năm rồi. Mới hôm nào, con đường cô bé đi tay ba luôn nắm chặt. Mà giờ đã tròn 18 năm. Giờ đã là cô gái xinh đẹp rồi đó nha. Không còn là đứa bé gái kháu khỉnh, khuôn mặt tròn trĩnh như ông Địa lúc tròn 6 tháng tuổi. Con bây giờ đã lớn. Ba Phương giờ đã già đi nhiều. Nay là sinh nhật thứ 18 của con gái. Đúng như lời hứa mỗi năm ba dắt con đi du lịch một nơi. 17 lần sinh nhật của con đều là hóa thân thành 17 nhân vật khác nhau. Ba đã làm được rồi. Và lần này, lần thứ 18, ba Phương để con là một cô gái mang tên là Khánh Linh. Nếu thời gian qua được mọi bước đi của con đều có ba Phương, thì từ giờ trở đi,
nếu là con ba Phương và nếu thương ba thì con hãy vững bước một mình với hành trang mà ba đã trang bị cho con, sẵn một hợp đồng bảo hiểm bảo đảm học vấn, 9 món quà với nhiều nguyện vọng của ba và con gái. Ba không cần con phải thế này thế kia, chỉ cần con gái ba được sống chung với ước mơ, sở thích, năng khiếu và dự định của mình. Chặng đường sắp tới có lẽ sẽ không còn tay ba nắm chặt, nên vấp ngã phải tự đứng lên đi tiếp Khánh Linh nhé. Nhưng không vì thế là con đi một mình, vẫn luôn có sự theo chân âm thầm từng bước chân con. Đừng bao giờ quên, con dù lớn vẫn là con của ba mẹ, đi hết đời ba mẹ vẫn ở bên con. Thương con gái, ba Phương. Thì đó là tình cảm, đó là xúc động á Phương. Khi mà không phải 18 tuổi đâu, chương trình này sẽ phát lên, và khi bé Khánh Linh chỉ cần 8 tuổi hoặc 9 tuổi là bé có thể cảm nhận được cái điều này rồi. Cảm nhận được cái tình thương của Phương đã dành cho con mình, nhưng ở một cái phương diện khác, một phương diện nó bao quát hơn, chứ không phải là một cái phương diện mình sẽ âm thầm theo dõi con của mình, chứ không phải là một cách những ông bố khác thường làm. Mình sẽ chăm sóc con mình theo một cách ông bố của chính bản thân mình làm. Phương có bao giờ suy nghĩ là mai mốt này bé Khánh Linh sẽ về ở chung với mình không? Khi mà mình có đầy đủ những điều kiện như là nhà cửa, rồi xong thế này nọ, muốn rước bé Khánh Linh về không? Thật ra thì cái vấn đề đó thì em nghĩ là cái việc mà bé ở đâu không quan trọng. Tại vì cơ bản thì mọi cái em và mẹ bé, thậm chí là cái người mà bạn em lập gia đình đó, thì cũng thương bé thôi. Cho nên là cái việc mà bé ở đâu không quan trọng, bằng cái việc gọi là bé ở đâu cho nó tiện, cái sự phát triển tốt nhất cho bé. Chính xác. Lời chương trình này nếu mà phát ra thì Phương là một người bố dũng cảm. Thật ra cái trường hợp này không phải riêng mình Phương đâu. Khi mà phát sóng ra nhiều người xem, sẽ có những bạn có hoàn cảnh giống như Phương vậy. Thật ra là Phương giống như là người hùng của họ, dám đứng lên nói về những cái khía cạnh của mình. Tôi là cha và tôi sẽ làm cha theo cách của tôi. Hay quá trời. Thì chương trình này thì là những ông bố nói gì thì nãy giờ những ông bố đã nói với con của mình rồi. Bây giờ Phương có nhắn nhủ gì với mẹ của bé không? Em cũng có một cái gọi là chúng ta thì đã lớn lên từ nhỏ rồi, có nghĩa là đã có sự gọi là hiểu nhau về tính cách của cả hai rồi, cho nên là khi mà xảy ra sự cố thì nói chung thì em cảm ơn bạn em. Cảm ơn bạn em vì đã không có vấn đề gì đó với đứa em hết, là cảm ơn bạn em vì đã cùng em để lo cho con tốt lên từng ngày thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, và sau những giây phút chảy lòng thì chúng ta sẽ tới những giây phút vui nhộn hơn. Đó là một cái game của chương trình, đó là đeo miếng băng hàm diễn tả từ khóa. Là sao ạ? Là chúng ta có trang bị là 3 miếng băng hàm này, mỗi người sẽ đeo vô miệng. Rồi sau đó sẽ đọc từ khóa. Không được phạm quy là tại từ khóa phải nói làm sao cho bạn mình biết được từ khóa là từ khóa gì. Rồi, bây giờ em tính vậy nè. Đeo vô. Anh sẽ đeo thôi. Anh diễn xuất. Còn em với Phương sẽ đoán, người nào đoán nhiều hơn người đó sẽ thắng. Ủa sao kỳ vậy? Anh ta chương trình đã trang bị đủ 3-4 miếng mà. Không, em tại sao vậy? Em bị trang bị không đeo được. Tại sao? Bị trục trặc kỹ thuật cá nhân. Chỉ có đây khách mời nên mới được ưu tiên. Không lẽ em phải đeo chung với anh để mà diễn tả từ khóa cho khách mời? Vậy ai chơi của mình ai chơi? Chứ bây giờ quy định sao? Thì bây giờ anh làm đi, anh giải thích em với Phương ai đoán nhiều nhất thì nó thắng. À, là thi thố như vậy đúng không? Ừ, đúng rồi. Cuối cùng tôi là nhân vật thí các bạn à. Tôi sẽ đeo miếng này vào. Không phải từ chối mà bị đau thì không đeo không, được thì bây giờ tôi sẽ đeo nhiều hơn. Hai người sẽ thi thố với nhau, người nào thua người đó sẽ đeo vô, tôi chụp một tấm hình. Không đeo được thiệt. Vậy thôi nghỉ không đi. Để có hình phạt chứ. Thì hình phạt gì cũng được, chứ đeo này cũng như không. Em đeo được em đeo với anh rồi chứ cần gì. Ngồi đeo với anh luôn. Rồi. Cho người đeo lên. Người nào ta người đeo lên ở rồi thấy chưa? Người đó ăn cơ. Đeo luôn. Dạ dạ. Hàng vậy. Dạ. Răng đẹp đó ha.
răng đẹp, răng cũng đẹp, răng thiệt á, răng anh là răng xí thiệt. Được chưa? Rồi rồi, khách mời ở trước, thôi đừng nói từ khóa nha. Cái gì nói cứ liền hai chữ. Hai từ. Thường diễn cả là cư gái á. Cư gái diễn tả cư gái, diễn cả là cư gái, cái lẽ đẹp cứ là cư gái. Hai từ. Xinh đẹp. Rồi, đúng rồi. Xinh đẹp đúng không? Đúng rồi. Hay quá, diễn tả cư gái. Nè, đưa hát cho. Cái này nó chảy nước miếng gì đó. Nói trò chơi này, chương trình đã đưa ra đó. Tao ghét con gây tặng. Thiệt tình á. Tao ghét con gây tặng, game này. Nước miếng quá trời. Ta tử. À, ớn yếu á. Ớn yếu hả? Ớn yếu, con nít nè, ớn yếu. Con nít gì? Con nít nè, ớn yếu. Thiên dữ. À, hay quá. Trời ơi, cảm ơn bạn nghe, trời ơi, chạy nước miếng kìa. Ờ, trò chơi này ai chạy nước miếng nhiều người đó thắng hay gì á. Rồi. Tôi đi ngoài. Người đeo vô là cái gì nhất. Sao nè? A chữ. À, nghe nói gì? Ê là dưỡng á. Thất nghè. Đừng, đừng. A chữ rồi. À, diễn ai nè, diễn ai nè. Chẳng nãy diễn đầu, nãy diễn đầu á, này diễn ai nè. À, giỡn anh đó. Dạ. À, thất dạ. À, à, gì kỳ vậy? Diễn ra nè. Diễn ra nè. À, vô cái này, cái này là cái gì? Vô hình thi á. Phao. Vậy cái hình thi á, đặt những đặng này là cái gì? Phao. Ngải. Cây cớ. Ngải hình thi, ngải. Cái này, cái gì ta đặt là cái này á, cái này khác ở người cái. Trời ơi. Đó rồi. Khác người cái. Trời ơi. Khác người cái là giấy thì á, cho tôi khác người à, đề à, đó rồi, vô ra tự anh ơi, thất dạ đề à, không hiểu luôn, không hiểu cái gì đâu, trời ơi, tôi không hiểu từ này là cái gì luôn á, trời, thất dạ đề, trời ơi trời, đây 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 hai tao tao phải chơi dưa rồi, dưa như đây nữa rồi mở đây. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, trò chơi của mình kết thúc nhờ cái câu nói khóc dạ đề. Thực ra câu của em bốc chơi, em bốc hay thì bốc cây câu đúng không hiểu gì luôn, em không biết khóc dạ đề. Thực ra anh cũng không biết nữa, nhưng mà sau khi bên ban biên tập vừa nói với anh khóc dạ đề, đó là một cái vấn đề của con nít trẻ sơ sinh, khi mà nó khóc liên tục không có ngừng lại được. Cảm ơn anh, cảm ơn Phương đã đến với chương trình.